nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà gắn trợ lực sườn cho rider FE anh em ha. Thì về cơ bản thì trợ lực sườn cho rider FE thì gắn rất là đơn giản. Thứ nhất là có một cái bộ bát anh em ha. Bộ bát thì không có gì cao siêu, nó chỉ là một cái bát cùng vô cuộc để mình bắt cái tay của thằng trợ lực đây anh em ha. À, và một cái bát thứ hai thì bắt vô trong sườn. Thì ở phía dưới này nó có một cái lỗ anh em ha, mình sẽ tận dụng cái lỗ này để mình bắt cái trợ lực ở đây luôn đó. Thì về cơ bản thì nó như vậy là xong. Thì khi mà anh em mà gắn trợ lực sườn cho rider á, thì lưu ý á, là không để trợ lực nó cắn cả vô những cái vị trí này anh em ha. Và phía sau này cũng vậy, phía sau này sẽ không cắn cả bất cứ một cái gì hết, coi như là cái trợ lực này là nó lên xuống tự do này, anh em mà để nó cắn thì rất là mệt mỏi ha. Đó, rồi về cơ bản là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ ráp dàn áo vô và mình chỉ cho anh em cái chỗ mà khoét dàn áo thì khoét như thế nào cho hợp lý luôn ha. Vậy là coi như là hoàn thiện lên xe ha. Thì khi mà hoàn thiện lên xe thì mình sẽ khoét theo cái cách mà khoét ít nhất có thể anh em ha. Thì như con này chỉ cần khoét nhẹ ở đây thôi là gắn được cái trợ lực sườn vô rồi, không có bị ảnh hưởng gì tới nhiều cái dàn áo anh em ha. Đó, bẻ lái thoải mái luôn. Ok, đây là coi như hoàn thiện lên cho con rider màu vàng rất là nổi anh em ha. Gắn cái trợ lực sườn này vô thì anh em chạy khoảng 80-100 lái một tay vẫn rất là thoải mái luôn. Anh em có thể chỉnh nặng nhẹ ở đây. Đó, cái này là cái nút mà anh em có thể chỉnh rebound ở đây này nhé ha, nặng nhẹ. Ok, thank you anh em rất là nhiều. Anh em cần lên trợ lực, cần hoàn thiện lên xe thì liên hệ mình nha. Thank you anh em.